Chúng ta cầu nguyện xin cho Hội Thánh Môn Đức Đức Mẹ Thiên Chúa cầu bầu để được tinh tuyển thánh thiện, hầu tiếp tục hướng dẫn nhân loại tới nguồn ơn cứu độ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện xin cho quốc gia dân tộc Hoa Kỳ đã nhận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm bổn mạng, luôn được Đức Mẹ phù hộ, che chở và hướng dẫn trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện xin cho các bà mẹ trong mọi gia đình, các chị em đã nhận Đức Maria làm bổn mạng, luôn biết noi gương Đức Mẹ, sống xin vâng, khiêm tốn và thánh thiện, và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên mọi tâm hồn cho mọi người trong cuộc đoàn giáo xứ, để mọi người luôn trung thành gắn bó với Chúa Giêsu như Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin Chúa chúc lành cho các ân nhân của cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa ban sức mạnh cho những anh chị em đang nằm trên giường bệnh. Xin cho các linh hồn ý chỉ cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em đã ra đi được sớm hưởng tiệc thánh nước trời với mẹ Maria và các thánh, và các ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Nộp mình chịu khổ hình.
vì này là chén thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin, các Đức Giám Mục phụ tá là Timothy và Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Ông bà và anh chị em hãy chúc